Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: bắt thêm 3 người liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên. Trong số 3 người vừa bị cảnh sát bắt giam có vợ của Bùi Văn Công, kẻ chủ mưu vụ hiếp dâm sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Chiều nay ngày 21 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã bắt thêm 3 người liên quan đến vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị hiếp dâm, cướp tài sản và sát hại vào dịp Tết Nguyên Đán. Đại tá Tráng A Tủa, phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên cho biết nhóm bị can vừa bị bắt tạm giam để điều tra gồm: Phạm Văn Dũng sinh năm 1972, anh trai bị can Phạm Văn Nhiệm; Bùi Kim Thu sinh năm 1975, vợ của bị can Bùi Văn Công; và Cầm Văn Chương sinh năm 1974, cùng ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Vị phó giám đốc công an tỉnh tiết lộ Cầm Văn Chương là bạn nghiện của năm bị can bị bắt trước đó. Khi nhóm của Công đưa Cao Mỹ Duyên về nhà, Dũng và Chương đã hiếp dâm nạn nhân. Bùi Kim Thu biết chồng và đồng phạm phạm tội nhưng không tố giác, ở ngoài giả vờ như tình cờ phát hiện ra thi thể nạn nhân. Nữ bị can duy nhất trong vụ án còn tung nhiều thông tin giả khiến công tác điều tra của công an gặp rất nhiều khó khăn. Tính đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 8 người liên quan đến vụ án, theo Đại tá Tủa. Công an tỉnh cũng đã khởi tố bổ sung tội danh hiếp dâm đối với Lường Văn Hùng và Lường Văn Lã. Trước đó, cảnh sát đã bắt 5 bị can gồm Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm và Lường Văn Hùng và Lường Văn Lã để điều tra về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án xảy ra vào chiều ngày 4 tháng 2, tức 30 Tết, khi Cao Mỹ Duyên lái xe máy mang 13 con gà đi bán cho một người đàn ông mua hàng qua điện thoại. Tối hôm đó, nữ sinh đang theo học tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên mất tích nên gia đình đã trình báo cảnh sát. Đến sáng ngày 7 tháng 2, thi thể cô gái được phát hiện tại khu vực chăn nuôi của căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Lúc này, nạn nhân chỉ mặc một chiếc áo thu đông, toàn bộ tài sản mất. Kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh 22 tuổi tử vong là do bị siết cổ. Rồi qua đây cho chúng ta thấy là tình tiết hết sức là man rợ. Và sau ngày 10 tháng 2, sau 72 giờ truy xét, công an tỉnh Điện Biên đã bắt Vương Văn Hùng. Ban đầu Hùng khai gây án một mình, tuy nhiên sau khi cảnh sát thu được nhiều mẫu máu của nạn nhân trên xe tải của Bùi Văn Công ở gần nơi phát hiện thi thể nạn nhân, Hùng đã thay đổi lời khai, nói Công là đồng phạm. Đó, cho thấy là tên này là lẻo lưỡi và giống như xảo quyệt. Ngày 17 tháng 2, cơ quan chức năng khai quật tử thi của Cao Mỹ Duyên để tái nghiệm nhằm làm rõ một số tình tiết. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra lại bắt thêm 4 người liên quan đến vụ án là Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lã. Theo kết quả ban đầu, Công chủ mưu bàn bạc với Vương Văn Hùng về việc cướp tài sản và hiếp dâm em Cao Mỹ Duyên. Sau khi được Công chỉ mặt, Hùng giả khách mua gà để dụ nạn nhân đến căn nhà hoang ở gần đồi Độc Lập. Sau khi Công dùng côn siết cổ, Hùng và Công cùng Phạm Văn Nhiễn đến thay nhau cưỡng hiếp cô gái Cao Mỹ Duyên. Sau khi bị nhốt trong thùng xe tải của Công, Hùng lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân rồi chờ qua giao thừa mang xe vứt bỏ. Đó, ngày 6 tháng 2 thì Lường Văn Hùng và Lường Văn Lã đến chơi với Công rồi lên ô tô hiếp dâm nạn nhân. Sau đó nhóm này bằng cách giết nạn nhân để bịt đầu mối. Rồi qua đây là cho chúng ta thấy là tình tiết của 5 đối tượng này hết sức dã man và còn thêm 3 đối tượng vừa mới bị bắt nữa. Qua đây chúng ta mong là cơ quan cảnh sát mau có kết quả để cho gia đình nạn nhân và cũng như cộng đồng mạng cảm thấy công bằng cho xã hội. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin cảm ơn.